Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên. Hoàng Trường Thủy trở lại với quý vị từ cà phê sáng sang thời sự thế giới, và mối quan tâm của người dân California hiện nay là tiếp tục, đặc biệt là ở miền Bắc đương đầu với cơn bão đang chuẩn bị vào đây. Mưa riêng ở quận Cam bắt đầu khi nào Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng sớm hôm nay như quý vị thấy là trời bắt đầu mây đen rất là dày đặc rồi. Cho nên là dự báo thời tiết cho thấy đó là bắt đầu từ sau 4 giờ trở đi thưa quý vị là mưa, và sẽ kéo dài luôn qua cho đến ngày mai, 8-9 giờ sáng ngày mai. Cho nên là ở miền Nam thôi là đã như vậy rồi, thì miền Bắc nó còn nhiều hơn nữa. Cho nên là các giới chức họ đặc biệt đã trong cuối tuần vừa qua đó, những cái người mà ở những cái nơi mà mùa hè đã từng bị cháy rừng đó, là họ đã được kêu gọi đến lấy những cái bao cát rồi. Còn ở gần những cái nơi đó là đã được khuyên là nên di tản sớm đi, mặc dù chưa có cái lệnh bắt buộc, là bởi vì họ nói là trong hai cái đợt bão vừa rồi đó, một cái lượng nước quá nhiều, bây giờ nó đã ngấm xuống đất thì sẽ gây ra cái tình trạng mà lụt lội những cái vùng đó, đất nó không còn sức mà nó ngấm nước nữa, cho nên là chắc chắn sẽ xảy ra cái tình trạng đất chùi. Rồi người dân ở miền Bắc đó cũng được khuyên là hôm nay cho đến ngày mai đó nên hạn chế lái xe ra đường, tại bởi vì khi mà nước nó tràn xuống, nó dâng lên đó, là chạy không có kịp thì có thể là sẽ nguy hiểm. Rất nhiều các vùng thấp lãng mạn rất đẹp ở miền Bắc California, thưa quý vị, bao nhiêu năm nay họ không có bị vào cái tình trạng này, giờ đây thì họ phải được lệnh di tản vì cái tình trạng lũ lụt khắp nơi. Chưa kể là cúp điện, trời lạnh không có điện, rồi nước thì có thể gây ảnh hưởng bởi vì nước lụt đi vào các khu vực mà lọc nước nữa. Cho nên một mặt là không có điện, một phần hai là những cái nguồn nước cũng bị ảnh hưởng chung. Tình hình tài chính vào sáng đầu tuần hôm nay diễn biến như thế nào? Mối quan tâm vẫn là lạm phát, và họ lo ngại rằng từ bây giờ đến tháng mùa hè năm nay đó, người tiêu thụ Hoa Kỳ này bắt đầu giảm tiêu thụ vì lý do họ nhìn thấy giá cả vẫn còn cao, inflation. Rồi các chuyên gia họ nhìn thấy đây là họ đã dự đoán trước rồi, mấy nhiều tháng trước rồi, nhưng mà dần dần những cái gì họ dự đoán nó mất một thời gian. Kinh tế thì bao giờ cũng cần một thời gian, một quý, hai quý, ba quý, thậm chí là mất cả năm điều đó mới xảy ra. Thì họ nói rằng người tiêu thụ sau cái mùa mua sắm Giáng sinh này bắt đầu giảm bớt việc tiêu thụ, họ dè chừng hơn nữa. Chưa kể là còn cái tình trạng mà sa thải nhân viên, lay off ít nhất là 20-24.000 trong thời gian tới từ Amazon, Tesla hoặc là các công ty khác, Twitter vân vân. Thì đó là những điểm khi mà cái đợt này xảy ra thì người ta thấy mức tiêu thụ cũng giảm đi. Tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay thị trường vẫn lên. Tin tức thì nói rằng giới đầu tư có thể là họ dựa vào cái việc tăng chứng khoán hôm thứ 6 tuần rồi. Và đồng thời đó, những cái tin tức cho thấy quỹ dự trữ liên bang sẽ không hạ giảm hoặc là ngừng tăng lãi suất sau 2023, bước vào năm 2024. Bởi vì quỹ dự trữ liên bang họ nói họ sẽ tìm cách kiềm chế lạm phát, đẩy lạm phát xuống còn 2%, và lạm phát phải xuống còn khoảng 4-5%. Lúc đó chúng ta mới thấy được cái việc mà hạ giảm lãi suất tiêu chuẩn hiện nay rất là cao.
tăng 0.75 trong 4 năm lần liên tục trong thời gian qua. Nhưng mà ít nhất vào sáng ngày hôm nay thì thị trường cũng cố gắng, không biết được đến 1 giờ trưa nay California sẽ như thế nào. Dow Jones bây giờ thì lên 208, Nasdaq lên 218, S&P 500 lên 51. Và quý vị nhìn thấy cái con số của Nasdaq có lúc nó lên tới 15.000 mấy, gần 16.000 điểm. Và chỉ trong một năm qua thôi. Thực ra thì từ tháng 10 2021 đến giờ, từ 15.000 mấy trăm điểm bây giờ còn có 10.789. Khi khu vực Dow Jones nó đỡ hơn, cái mức cao nhất là khoảng 35.000 mấy, bây giờ còn 33.900. Tesla ngày hôm nay lên trở lại gần 8%. Nhiều người nhảy vào mua Tesla trong thời gian qua, mua cổ phiếu Tesla, bởi vì từ mức gần 400 đồng Tesla xuống còn 110 mấy đồng, 100 mấy đồng, mất 75%. Đó là các nỗ lực hiện nay họ nhảy vào để mà họ mua lại các công ty công nghệ cao, bởi vì đối với nhiều người vào giờ này đó, đầu tư là tốt cho những năm tới, thưa quý vị. Nhiều người tin tưởng đây là thời điểm đáy rồi, bắt đáy, giá cả nó xuống thấp nhất rồi. Công trái phiếu 10 năm là 3,53%, 5 năm là 3,66%. Dầu lên 2 đồng 23 sen ở mức 76 đồng. Vàng lên gần 10 đồng, 1.879 đồng 50 sen. Liệu rằng vàng có thể lên 2.000 đồng hay không từ bây giờ đến mùa hè này? Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, một sự kiện đã xảy ra. Đây cũng được xem là một cái chuyện chưa từng có ở trong lịch sử của đất nước Brazil, khi mà có hàng ngàn người là những người mà ủng hộ cực đoan của ông cựu tổng thống Bolsonaro đã kéo xuống đường và xông vào cái khu vực vừa có tòa nhà của Quốc hội rồi tòa án tối cao vân vân, tấn công bởi vì họ không có chấp nhận cái kết quả bầu cử vào hồi tháng 10 năm ngoái đó. Ông Bolsonaro đã thất cử trước ông tổng thống hiện nay là ông Lula da Silva. Thì như quý vị cũng còn nhớ là Brazil họ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống thì Bolsonaro bị thua rất là xích sao, thua ít phiếu. Ông không có giống như là chỉ trích, nhưng mà ông này đó thì ổng chưa bao giờ ổng nói cho đọc cái bài diễn văn, ổng nhận cái kết quả thua và ổng lại còn nói là cái hệ thống bầu cử bằng điện tử ở Brazil đó dễ bị gian lận. Ổng chỉ nói có hai cái này thôi và sau đó im lặng suốt cho đến khi mà tân tổng thống đã làm lễ tuyên thệ. Thì chính cái tuyên bố này của Bolsonaro đó, nó đã cho những cái người mà ủng hộ cho ông một cái cớ để mà suốt mấy tháng vừa qua đó bắt đầu là những cái cuộc biểu tình nhỏ lẻ, là họ xuống đường biểu tình, là cả gần 100 người đã bị bắt rồi. Thế nhưng chỉ trong vòng có vài tuần vừa qua đó, những người này đã dùng mạng xã hội kêu gọi nhau thực hiện một cái cuộc đảo chính, và họ thực sự đã làm như vậy khi mà họ đi đến cắm trại biểu tình ở ngay trước rất nhiều những cái căn cứ quân đội ở trên khắp đất nước. Và cho đến ngày hôm qua đó thì hàng ngàn người họ đã biểu tình từ những cái căn cứ quân đội này và kéo về cái tòa nhà nó gọi là Three Powers Plaza, nằm ngay ở thủ đô Brasilia. Nơi này vừa có tòa án tối cao, vừa có tòa nhà của Quốc hội và cả cái dinh tổng thống. Mặc dù ngày hôm qua đó thì chính quyền không có làm việc, cho nên tất cả những cái tòa nhà này không có ai trong đó. Nhưng mà lý do vì sao mà họ chọn, tại vì cái quảng trường ở đây đó là vào hôm đầu ngày 1 tới tháng 1, ông Lula đã có cái lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống ở đây. Họ kéo về đây đập phá để mà cho thấy là họ không có chấp nhận cái kết quả ông là tổng thống của họ, bởi vì họ gọi cái cuộc bầu cử này đó là đã bị gian lận. Thì như quý vị thấy đó, trước khi mà họ kéo về nơi này là cảnh sát đã nhận được tin tức và họ đã dựng nên những cái rào chắn, tuy nhiên họ vẫn tràn về. Nhưng mà hình ảnh từ các video cho thấy đó là thật sự cảnh sát Brazil họ không có làm gì hết, để mặc cho người biểu tình tràn vào. Có thể là họ sợ, họ giống như nghĩ là nếu mà ngăn cản họ sẽ bị tấn công, thì họ muốn để làm gì thì làm. Cho nên là những người cảnh sát cũng đã bị ông tổng thống Lula, ổng chỉ trích rất là nhiều. Như quý vị thấy, một khi mà họ vào được bên trong đó, họ bắt đầu họ đập phá
phá hết các cửa kiến, cửa sổ vân vân. Và sau đó đó bắt đầu khi mà quân đội tham gia dùng hơi cay mà xịt thì mới giải tán được những cái đám đông này. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.